con hỏi tao. Đây á là mẹ cớ của con. Mẹ thì nuốt cái bao mày, mẹ mày. Mẹ nuốt cái mẹ. Kêu mẹ. Cơm đi nhiều dữ vậy. Em đem gì nhiều dữ vậy. Quát. Em cổ đặt nó lại cứa rồi nữa. Yeah.
kỳ một khác thì tôi cũng quay lắm nè, tôi lo chạy luôn á. Chịu không? Mà thấy chưa? Anh tao nó đã luôn, đi là đi một mình, không chịu rủ em. À đúng 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 đúng. Nó bị ấy này về, ai chịu, anh chịu đúng không? Bây giờ tôi hai giờ tôi vui chứ gì đâu. Tôi chưa bao giờ đỡ 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 ủi đi, cũng không dành cho mình đâu. Không biết cái đầu luôn, rào xong giờ mình không ôm anh. Tao nữa đó, tao xây tao mới nhớ đâu. Xây, xây mà không dành. Cái tính tính ông bị em chưa già là anh biết nè. Khóc trên tòa. Anh cái gì á thì nói anh. Anh cái gì nói nó bổ thì nói anh nha. Tôi có cái này lo đâu. Nước quá khó. Sao em nó miếng nước này mất. Mình lấy mày ra đây, cô qua đây, quay cô lại, cô qua đây. Bây giờ những đồ quỷ đến tám tụi mày muốn chơi tao hay sao? Tụi mày biết cho là tao. Nó cái bầu thì luôn chứ nó to gì? Thế đâu? Lận gì luôn. Cô đạp gì vậy? Tại giờ ở đâu vậy đi nhà tao? Giờ sao ta bây giờ chắc là anh phải gọi luật sư quá. Chứ ông bây giờ ông không chịu nhận em làm vợ thì anh phải gọi luật sư đúng không? Anh gọi công an. Tôi biết làm nào, tôi làm bè nào, tôi không nhớ. Bữa nhậu nhậu anh nhớ sao anh? Nhậu là một chút cái gì cho tôi cái nào vậy mày không? À, thấy chưa? Mày cứ thấy luôn tao với con mày. Thấy vậy anh bữa đó anh say nó say hai đứa, anh dẫn nó đi nhà nghỉ. Làm gì đó anh mày. Anh vừa mày chơi nó nhiều mà mày chạy chạy như vậy. Ai gọi em giờ? Mày cho tao nhớ sáng nó tao ngủ trên đài mà mày không phải sao vậy? Tại nào? Sáng hôm ông đi xe máy tôi chạy gì ông tổ nhỏ cái hồi nó đâu đó nó gì ở đâu? Mày tao nói mày bữa đó tao làm chạy tao biết mày. Bây giờ ông có đâu con nữa. Đi với anh nữa đi với em đi xuống đồn đây. Mày đi xuống đồn đây mình cần báo công an nữa mình nói chuyện với công an chứ trời cứ nói chuyện chạy sao mà nói được. 17 tuổi rồi, còn nửa năm nữa mà được 18 tuổi mà anh lỡ ngạo anh lỡ cái thai là anh để ba đứa được đầu đớn đứa cho em đi. Anh tham nhắm này xong đỡ cho nó. À đúng anh nói khùng mà ai đâu thương nó. Đỡ cho tôi đi. Tôi mở mở cửa ra tôi thấy ông nằm mẹ trong phòng rồi sao tôi làm gì nữa. Tao đem ông đào tao đem vô chạy rồi. Có ông tình. Tôi ý là anh tính đàn ông anh được
tôi đây, còn Thái nè. Sao con... Vì em nói nè, anh bình tĩnh lại. Em nói cái đau còn có đó. Bé nó còn nhỏ, mình lỡ đầu có chót ta chạy. Luôn luôn bốn đứa, có hai đứa vợ, hai con vợ cũng được. Thì bây giờ anh cũng làm chứ không phải là em làm đâu. Em làm nãy giờ dẫn về nhà em đâu, đúng không? Nên là tao làm cho tao nhớ mày. Anh làm nó xây. Quay quay vào con ngựa. Bim ông tham. Có nghĩa nha, mình sẽ cho đứa nhỏ nó ra đầu, xong mình xét nghiệm ra đây. Không phải lúc đó thì anh kia không thấy con anh làm chứng minh trong sạch cũng được. Còn bây giờ anh phải chấp nhận chứ. Con mẹ chứ con của em, con của ngắm nè. Tôi làm gì có. Bữa đây thì bữa đó ngắm tụi nó kêu đỡ nó đi cũng chịu. Tôi đúng không, bà ông như con mét mương tìm xí mùi đi đồ nói. Mẹ mày nói cho con kia mày. Mẹ mày chết rồi, giờ về sao? Mẹ mày đi đâu đi mẹ? Mày cứ chó mày làm vậy? Thôi đi anh. Đi đâu? Nhưng mà thôi, nói thì nói chứ anh cũng biết rồi. Nói chung thì anh bất của anh. Anh cũng thuộc dạng người sống cũng đang vàng ti. Anh có biết cho anh em xã hội tại vì. Nhưng mà mẹ mày điên sao mày thắng cái gì mày? Ông người cũng gái á, ông cũng thương. Ông mến nó đi vô đây ngủ rồi, cái gì đó rồi. Rồi anh lo chiếc thôi nha, đi vô đây. Mẹ nó đi dưới anh. Sao em lo ra không quả? Nói chung em chẳng thâu là nói chung mẹ mày ông chè tao với ông chết tôi chanh. Thì bây giờ mình yên mình đừng nói nhá. Ông đi bây giờ là nó ở chân nào. Anh nuôi khi nào để nó nhỏ ra mà nó mọc tóc là lấy xét nghiệm ADN nhổ tóc anh với nó. Anh xét nghiệm nó không phải thì lúc đó thì nó đi là được đâu. Anh Minh. Không phải thì là con anh nuôi em có trách nhiệm với con với vợ anh. Anh Minh, từng đi 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 con, cái mặt chứ cái tính cách mà bị của ông là con ông. Đúng rồi. Chơi nữa. Cho nó bẻm thì nó khi nào nó biết nói, mà biết nói bây giờ phải tầm 7-8 tuổi. Đúng không? Bây giờ sao vậy? Bây giờ nó với anh này nó chỉ còn nửa tháng nữa rồi nó đẻ thôi. Anh lỗi, có 15 ngày nữa là anh nuôi nó. Nó đẻ ra lúc đó thì anh... Vợ con tao gia đình tao cho mạo tao tiền mẹ tao xấu hổ. Bây giờ sao? Còn anh không thôi anh muốn là đỡ là cái tin này nó lon tiền ra các nhà báo phóng viên sẽ họ sẽ tin lên là quất màn tay cho gái không. Mẹ ơi, nó còn nhỏ. Tao muốn hàng số mày tao má anh, chồng họ anh, rồi già con ấy rồi con cái anh đó nó hạnh diện gì anh lắm á. Anh tao cho đã rồi. Rồi sao ơi? Lỡ đầu thì vô mình ấy cho nó đi. Để cho nó. Ấy gì? Mày tìm đâu lo được giờ mở tao chứ không nào anh nhồn nhồn chết tao luôn. Còn không, đi em. Đi. Anh dẫn đi anh luôn. Làm việc luôn. Để chung bắt đầu, cuối đây. Đi. Đâu, giờ từ từ tính. Kiện mẹ. Kiện đúng không? Đây em. Từ từ tính. Từ từ mày tự nhiên cho anh đừng cần nữa nó đẻ đâu là có gì đâu nữa là lúc đó là nó đi là vừa còn bây giờ lỡ đi lỡ nước đá nha. Có number one hay bảy ốc gì lấy lên nha. Nước đá nha. Number one hay bảy ốc gì cũng được. Xúc cùng cầu này. Chia chín đèn quá. Chắc đi. Mày cho vậy rồi sao ta? Là. Cho vậy nữa anh thấy nó cũng vậy sao ta? Nói vậy khán giả vui nữa chứ sao? Đi. Lần. Mua. Còn làm tiếp em. Mày tao tin em.
thousand years. Anh gái anh nhỏ em bỏ mình anh đi ra đây nữa anh dưới ngắm anh được rồi.